Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ quay lại tiết mục là khui loa. Thì ở đây mình đang có một cái loa JBL Extreme 3. Thì cái mẫu này cũng mới, chắc các bạn cũng biết về cái mẫu này rồi. Thì hôm nay mình sẽ khui con này ra, xem coi bên trong nó sẽ có cái gì, củ loa như thế nào, pin như thế nào ha. Mình chủ yếu xem như vậy thôi. Trước khi vào video thì mình cũng muốn nói một cái là hôm nay mình có lên đọc cái comment của cái bài so sánh giữa Extreme, Sony XP3 với lại con Fender Newport. Thì cũng có rất là nhiều bình luận báo là sao mà test vocal như thế này, thì hàng Sony XP43 rồi các kiểu ha. Thì trong cái clip mình cũng đã nói rất là, trong cái clip các bạn thể thấy là mình có chia từng part nha. Đầu tiên là sẽ có trap, rồi bass, rồi voi. Thì bên mình có test đầy đủ hết, thì ba phần công bằng với nhau hết. Còn chuyện mà test vocal như thế nào thì một cái loa nó tốt hay không, thì nó thể hiện được hay không thì đó là cái chuyện của nó. Mình đang là test thì tất nhiên cái việc test đó thì mình không thể nào ảnh hưởng, cũng phải test đều hết các bạn. Ví dụ như các bạn đi thi thì ai cũng phải thi như nhau, chứ bạn kêu thi cái câu khó bạn cho người giỏi, còn cái câu dễ thì đi cho những người dở, đâu có được. Thì mình cũng đã làm test đều hết. Còn cái bài nhạc thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần, vì thứ nhất là nó bị bản quyền, đánh bản quyền ha. Thứ hai là không phải là cứ kiếm nhạc cái là đưa lên dễ, không phải là tùy tiện được nha các bạn. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ quay lại và mình sẽ khui cái con này ra xem như thế nào cho mọi người cùng xem nha. Đầu tiên mình sẽ tháo trước là hai cái củ loa ra. Nên là các bạn khi mà các bạn coi thì các bạn cũng phải để ý, khi mà các bạn comment thì không phải là mình nhắc cái gì. Bạn nào mà xem thì đánh giá tốt thì mình ok, cảm ơn. Còn những cái bạn nào mà đã là đánh giá không được, không đúng thì những cái phần đánh giá như vậy chỉ làm xấu thêm cái kênh của mình thôi. Mình làm thì các bạn bảo dìm hàng, dìm lắm gì. Nếu mà dìm thì mình xin lỗi các bạn, mình không có làm cái clip mà test 20 mấy cái của Sony đâu ha. À, cái vấn đề là nó làm sao thì mình làm vậy thôi, dìm cũng chả được lợi ích gì, chả ai cho tiền mình để được dìm. Nếu mà dìm mà cho tiền cũng làm ha, các bạn nói như cái chuyện đúng rồi, chuyện mà mình không nghĩ ra được. Đây là cái củ loa vải. Ồ, củ loa đúng nhỏ luôn á. Má ơi, củ loa này chắc cỡ con chặt ba. Coi nè, củ loa này như con chặt ba vậy á. Đây, có rò ha. Đây củ loa của nó nha. Nó nhìn y như chặt ba luôn, đúng không? Nè. Trời đất ơi. Nhẹ cực kỳ luôn. Ôi trời, không ai tưởng được chị Bèo làm hay ghê. Nhẹ cũng hay nữa. Bạn coi nè, thấy không? Củ loa này mình thật sự rất nhẹ luôn nha. Thấy thiệt. Nhẹ hiu à. Rồi đây là cái thân xác của nó ha. Bây giờ mình sẽ tháo tiếp tục ra. Đây là những cái ron cao su. Không có nó thì sẽ không có khả năng chống nước được. Rồi, tiếp đến bây giờ mình sẽ mở hai bên này ra, giống như bung bót vậy các bạn.
y chang luôn, nó không khác gì đợt trước hết. Thì đây là một cái cục súp nha. Tiếp nữa, về đi khá dạ, đi từ Bắc vào Nam vậy các bạn. Ok, đây là toàn bộ cái loa JBL Extreme 3 ha, trên mâm của mình. Rồi giờ tiếp tục mình sẽ coi viên pin của nó nè, và giờ coi hai cái súp hai bên. Thì hai súp hai bên thì sẽ có củ loa trap 4 ohm nè, loa trap nè, à một cái củ loa trap luôn, nhìn nè súp nè, bên trong nó nha. Đó, hai bên như nhau. Hai bên là như nhau hết. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái thân giữa của nó là sẽ có cái đường ron kính như thế này nha mọi người. Cái đường ron này giúp cho lo bảo vệ nè. Đó, và đây là cái phần pin của nó nè. Ok, đây là cái phần pin. Cái lộn, không sorry mọi người, nhau phải pin. Cái này là cái phần nguồn, có nghĩa là đi từ phía sau, đi qua cái này, nguồn. Còn cái này là phím khiển nè, đi từ trên cái này xuống nè. Rất là nhiều cái luôn. Và ở đây thì mình vẫn thấy sử dụng chip AKM để điều khiển và những cái bo Bluetooth. Sắp xếp thì cũng vậy giống như cái đời trước thôi. Bây giờ mình sẽ tháo pin ra coi ha. Pin thì nằm ở phía ngoài này nha mọi người. Thật sự lần này thì là JBL Stream 2 làm rất là nặng, rất là nhẹ luôn á mọi người. Stream 3 chứ. Cái trọng lượng của loa nó giảm đi rất là đáng kể, nhưng mà mình cảm thấy cái củ loa này nó sẽ mở lớn thì nó sẽ hơi bị méo, nó không có tròn trịa bằng những cái củ loa nó kích thước to hơn và nặng hơn. Thì đây là về cái tính chất vật lý rồi mọi người. Thì cái được cái này mất cái kia thôi, các bạn cũng biết rồi. Laptop thì làm sao mà so sánh được với lại cái máy tính bàn PC được. Đó thì nó cũng như vậy thôi. Được cái này mất cái khác, mình phải đánh đổi thôi. Thì mình thấy Extreme 3 này cũng nên nhẹ gọn thì mọi người cũng có một cái trải nghiệm tốt về nó. Ok, mới ốc luôn. Ốc này nó chỉ sử dụng đúng một kích cỡ duy nhất nha, nên mọi người cũng khỏe, có nghĩa là mình tháo ra mình cũng không có cần phải lo quá về cái việc ốc nào làm vị trí nào, thì cũng khá là đơn giản. Và đây là cái nắp pin của con JBL Extreme 2. Thì cái Extreme 3 chứ cha. Thì con Extreme 3 này, cái viên pin này thì chắc chắn là nó sẽ thay đổi cũng giống như Onyx 6, Chạc 4, Flip 5. Và cái này chúng ta sẽ có một cái lớp ron như thế này để chúng ta kháng nước, bụi bặm này nọ tốt hơn so với cái đời trước nha. Rồi đây, mình sẽ nảy lên nha cho coi cái viên pin. Đây là cái viên pin của nó nè. Pin này là chắc chắn luôn, xui mọi người luôn, là nó là 4 cục. Thì nó sẽ là 7.4, đúng rồi luôn, 7.26 nè. À, 5000 mAh. Pin của nó 5000 nha mọi người, xin lưu ý là 5000 mAh. 5000 mAh cho cái thời lượng pin như vậy. Nếu như mà mọi người mod lên thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ lâu hơn. Ví dụ như 3500 là một cục, thì 2 cục là 7000, có thể mod lên được 7000. Còn bạn nào mà kiếm được viên pin nào trâu hơn thì có thể là 9000 hoặc 10000. Nhưng mà mình không khuyến khích. Thì theo nhà sản xuất thì nó sẽ hoạt động tầm khoảng 3 đến 4 tiếng là sạc xong, thì nó sẽ nguội dần. Còn bây giờ nó là tới 10000 ampe thì tất nhiên là cái việc mà nó sạc gấp đôi thì tình trạng nóng kéo dài thì các bạn cũng biết rồi.
làm việc quá công sức, thì thay vì cái loa sử dụng được khoảng 5-10 năm đi, thì bây giờ cái loa còn có sử dụng được 2-3 năm nữa thôi là nó đai. Thì mình nói là như vậy thôi, được thì vẫn được, nhưng mà cái việc độ hay không là tùy các bạn. Theo mình thì không khuyến khích nha, không khuyến khích. Đi cho mọi người cùng xem lại những cái linh kiện có gì trên Extreme Buy nha.